Xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới ăn lành à, rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Cô chú anh chị hôm nay thì Kim cũng đang có mặt ở miếu Bà Chúa Xứ Dạm Sáng Cây Dương nha. Và bên cạnh miếu thì là cũng có một bến đò Cây Dương đó cô chú anh chị. Dạ, đưa bà con mình qua bên kia là Phú Tân rồi. Dạ. Bán được qua bán hả? Bán thì nhầm bữa thôi, kệ, qua bán đắt, nay bán chậm, mới có sáng sớm à. Dễ gì chậm. Không mua đâu. Mua đi chiều nay bà đổ chứ. Đi mời cũng nóng, mời. Lúc này thấy tròn trịa lắm rồi đó. Thiệt có ra tới gì đâu. Ra tới chị em mình sao ai cũng tròn quay không biết nữa. Mày có ăn gì nhiều đâu, uống nước nhiều. Thì đó. Thì mình cũng vậy đó, đi vậy đi nè, ăn uống thất thường hay mồm mà sao cũng tròn quay không biết nữa. Có ăn nhiều đâu, ăn nho Mỹ được, ăn giặt trái cây gì nữa đâu, có cơm với cá là ăn được. Đó vậy đó, mình cũng vậy chứ gì, cao lương Mỹ vị gì đâu. Chèn ơi, cái cây mai này tới giờ mà còn bông quá chừng luôn nữa nè. Đẹp quá, đẹp quá. Chắc hồi Tết cũng có rồi chứ dễ không. Tết bên gì nha? Vậy hả? mai tới chỗ Tết là chỗ rồng tháng giêng. Trời ơi đẹp quá cả nhà, tới giờ mà cây mai coi còn bóng hì hì luôn nè cả nhà ơi, thấy thương không? Chèn ơi, mai này chỗ muộn á cả nhà, kiểu như là mình không biết là có thuốc lá không mà sao giờ tự nhiên chỗ muộn nè, quá trời vàng rực. Đẹp hết sức không? Ở đây là bến đò Dàm Sáng Cây Dương nha cô chú anh chị nha. Dạ, ở xa kia đó là Kim thấy có một chiếc đò đang đưa khách chạy qua bên kia rồi. Còn đây là một chiếc thì đang đậu chờ khách ở đây. Bến đò cũng ở sát miếu bà nha cô chú anh chị, cho nên cũng cùng có chung một tên. Miếu bà thì cũng miếu bà Chúa Xứ Dàm Sáng Cây Dương, còn bến đò thì cũng là bến đò Dàm Sáng Cây Dương luôn nha. Rất tiện cho bà con mình qua lại sang sông. Bên kia là Phú Tân rồi. Dạ, mình sang đò bên kia thì mình rẽ tay, mình quẹo tay phải thì mình đi về chùa An Hòa Tự đó cô chú anh chị. Dạ. Còn nếu mà qua Phú Tân mà mình lên đò rồi mà mình rẽ trái thì mình sẽ đi về Hòa Lạc hay hoặc là mình đi về Tân Châu, vân vân. Dạ. Phú Tân là cồn, dạ cồn, huyện Phú Tân là ở trên cái cồn, cho nên cũng rất là rộng đó cả nhà ơi, khá là rộng luôn á. Rồi bà chạy rồi nha. Quê hương miền Tây sông nước thì có những chuyến đò ngang rất dễ thương như vậy đó cô chú anh chị, cứ êm đềm đều đặn đưa những người khách sang sông, cũng như đưa những người con rời xa quê hương để đi làm việc đâu đó. Và cũng chính những con đò này cũng lại đón những người con ấy trở về với gia đình, rất là dễ thương cô chú anh chị. Dạ, chỉ có ở vùng quê sông nước thì mới có những chuyến đò ngang lên đên trên dòng sông Tiền cũng như là sông Hậu này. Dạ, rất là dễ thương. Hình ảnh và nét đẹp của quê hương miền Tây thì Kim cũng muốn giới thiệu với bà con mình ở khắp mọi nơi. Dòng sông nước êm đềm như vậy. Dạ, trên dòng sông đó có những chiếc thuyền lơ lửng, dạ, xuôi ngược để đều đặn đưa bà con mình cứ nối liền giữa hai bờ thương nhớ như thế này. Dạ. Đây là một bức tranh thật và một bức tranh sống động thật sự. Khi muốn gửi đến cho bà con mình nhìn thấy quê hương mình. Dạ, và cũng nhờ những chuyến đò này mà bà con mình sang sông gần hơn những nơi mình cần đến. Cũng như từ bên Phú Tân đó, chiếc đò đang chạy qua sẽ đưa khách cập bến bên đây nè. Thì nghĩa là từ bên Phú Tân qua bên Dàm Sáng Cây Dương đây thì bà con mình sẽ đi về Châu Đốc hoặc là mình đi về Long Xuyên gần hơn đó cả nhà. Dạ,
chứ nếu không thì đi, nếu mà mình đi có đi đến Tân Châu để qua Châu Đốc cũng được, nhưng mà cũng phải qua một chiếc phà hoặc chiếc đò thì mới rời được cồn này. Dạ, mới rời được cồn Phú Tân đó cả nhà. Cồn này khá là rộng lớn luôn, cho nên là riêng một huyện của Phú Tân ở trên cái cồn này. Đó là phía trước màn hình mình đó cả nhà, đó là cồn ở bên Phú Tân đó cả nhà ha. Và đây chuyến đò chuẩn bị cập bến rồi nha. Ngay bến đò chỗ miếu bà này thì rất là mát đó cả nhà ha. Đây nè, giờ này buổi sáng này thì là mát lắm luôn. Bà con mình chờ đò thì không phải sợ nắng ha. Dạ, đò về phía trước màn hình mình là miếu bà nha. Miếu bà Chúa Xứ Dằm Sáng Cây Dương. Dạ, có thêm một cái tên là Dằm Sáng Cây Dương bởi vì miếu bà ở ngay phía Dằm Sáng và phía dưới chân cầu của Dằm Sáng nha. Mình từ ở Long Xuyên Châu Thành thì mình sẽ rẽ tay phải vào bên miếu bà nha. Còn nếu mà mình ở Châu Đốc mình về, ở hướng Châu Đốc về thì mình sẽ qua cái cầu Vàm Sáng Cây Dương thì mình rẽ tay trái mình mới đến được miếu bà, vào được trong miếu bà nha cả nhà. Cho ảnh ăn đồ, chị ăn đồ, ăn muốn chết luôn, ăn không hết thì còn gửi cho nữa. Thôi để hẹn lần sau, để hẹn lần sau đi cho biết nè cháu nè, ở trên chợ
biết rồi, làm như ta không biết vậy, lại lại mọi lời ôm là ta biết rồi. Vậy đó nha. Hồi nãy gặp chị gì? Nãy gặp chị gì? Đặng bả đang ngồi bả lật dao đặng. Rồi. Thấy cũng vậy, cũng vậy. Thôi chứ. Không đưa cả già rồi, 6 tuổi rồi. Rồi vậy đi. Ngồi đi. Ai qua từng xấu lắm tại đi. Hả? Rồi rồi xuống này hồi nào vậy? Mới thôi xuống này đợt. Rồi chưa có kệ với mấy đứa em đó nè. Cho tao quay cái coi gặp người thân mà bịch chín mít hả? Hết dịch rồi. Trời chào chị em. Trời ơi, người có hai đồng tiền duyên dáng kia chưa. Đây là bà chị của mình rồi cô chú anh chị. Lần trước đến đây mình ghi hình ở Dầm Sáng Cây Dương, rồi chùa Long Sơn ở trong tỉnh Biên cũng gặp chị. Cũng nhờ chị mà mình mới biết chùa Long Sơn rồi đến để quay phim. Hôm nay đến trở lại Thiếu Bà Dầm Sáng Cây Dương thì gặp lại chị nè. Chị xin em chào hôm nay gặp. Dạ, dạ chúc rồi. Cả nhà giờ năm mới nha. Năm mới nhiều sức khỏe ha. Nhiều sức khỏe, hạnh phát phúc tài, nha. Dạ, 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 dạ. Chào chị nha. Chào các anh. Đây là sắp tới rồi nha cả nhà. Cứ một chuyến rời đi và rồi một chuyến thì lại cập bến, đưa bà con mình đều đặn xuôi ngược như vậy. Rất là dễ thương cả nhà ha. Buổi sáng hôm nay gió nhiều lắm nè, gió rất là mát luôn á cả nhà. Khi mình nhìn thấy dòng sông với những chiến đò như thế này, những ưu phiền tan biến hết cả nhà ơi, thấy tâm hồn mình nó nhẹ nhàng hơn. Không phải suy nghĩ gì hết, tất cả mình buông bỏ hết để cho lòng mình nhẹ nhàng nha cả nhà ha. Biết cũng còn. Quay tôi đó coi. Nè cầm bọc nè, đứa mình trước nè, mời chị uống luôn. Bởi vậy thì mời thì nhận luôn. Dạ Lộc mà, Lộc của bà mà. Rồi em cảm ơn nha. Đây là giới thiệu với mọi người là anh thuyền trưởng. Anh thuyền trưởng. Dễ thương quá mọi người ơi, bến đò Dàm Sáng Cây Dương thật là dễ thương ở nhà. Vào thời điểm này thì hôm nay mới là ngày 19 thôi cô chú anh chị. Ngày 19 tháng Giêng nha. Tháng này vẫn còn là tháng Tết nha cả nhà ha. Bà con mình còn đi cúng đình chùa, cúng miếu rồi rất là nhiều. Rất vui. Vì vậy mà từ ngày xưa đến nay thì bà con mình cũng vẫn còn những câu nói vui đùa là tháng Giêng là tháng ăn chơi cả nhà ha. Nhưng là bởi vì là tháng này là bà con mình đi du lịch nè. Đi về miền Tây du lịch nè. Đi chợ nổi cũng như là đi cúng viếng những đình chùa, những miếu bà chúa xứ Châu Đốc, cũng như là miếu chùa núi bà ở Tây Ninh. Dạ, dạ vâng. Đi khắp nơi để mà vừa du lịch vừa cúng viếng để rồi mình xin lọc đầu năm,
để cầu cho gia đình, cho mọi người được bình an, mạnh khỏe và được công việc làm ăn được thuận lợi, hanh thông, phát tài. Đó là những việc mà rằm tháng giêng này bà con dành trọn một tháng để đi du lịch, cũng như là để đi cúng viếng tham quan. Dạ vâng. Vì vậy mà mới có câu nói đùa là tháng giêng là tháng ăn chơi. Nhưng không phải là tất cả mọi người đều ăn chơi đâu nha cô chú anh chị. Suốt năm làm việc cực lực rồi thì cũng dành riêng một tháng nào đó, một ngày nào đó để mà mình đi du lịch, để cúng viếng tạ ơn. Dạ vân vân. Vì vậy mà có câu như vậy, chứ thực tế ra thì bà con mình mùng 2 đã có chợ rồi nha cả nhà. Mùng 2 đã có chợ rồi và mùng 2 bà con mình cũng bắt đầu buôn bán để lấy lộc đầu năm rồi. Dạ. Chứ không phải là nói ăn chơi là tất cả mọi người đều ăn chơi đâu nha cả nhà. Cái đó là câu nói đùa thôi. Nếu như nghe không vừa ý thì cả nhà cũng đừng có trách nha, đừng có rầy kim nha. Đó, cả nhà nhìn thấy đó. Cứ một chiếc đò này rời đi thì chiếc kia đang lên đênh chuẩn bị cập bến kìa. Rất là dễ thương ha. Trời ơi, thấy sông nước như vậy Kim mê câu cá lắm mọi người. Kim mê câu cá lắm luôn á, nhưng mà câu cá thì cũng là một cái sát sanh, Kim không, cho nên là thích nhưng mà không có câu được. Chuyến đò kia rời đi thì chuyến đò này cập bến này nha. Ở đâu mà có người mà phục vụ mà quảng cáo hay dữ vậy chàng. Còn cà phê thì mát cái gì? Cà phê uống chặt bụng. Buồn ngủ, đỡ buồn ngủ. Đỡ buồn ngủ, chặt bụng. Bởi vậy thì có anh phục vụ này vui tính quá cả nhà. Cả nhà biết hôm nay là có chị em mình đến phát tâm để phục vụ nước, tiếp nước, giữ có ly nước mát cho bà con như vậy, là bởi vì hôm nay là cúng lễ ở miếu bà nha cô chú anh chị, cho nên là bà con mình cũng phát tâm đến làm từ thiện nè. Đây là những ly nước không đồng nha, rất là dễ thương như vậy đó. Cà phê chị ơi, cà phê chị ơi, nè cà phê khỏe không, khỏe cà phê miễn phí, cà phê miễn phí, mời nhiệt tình vậy đó. Tình đạn mà lắc đầu với tôi. Tình đạn mà lắc đầu thấy thương không, gặp cái đi cũng được phải không. Lấy cho em uống kìa, uống khăn, uống gì kìa. Ôi, quay cái kèo nào, quay gì đâu, chứ đò hoài. Chút nữa đi, từ từ, chưa mà. Cũng lắm rồi, thánh thằng đi lên đi đuổi, mày lớn lỉ. Má, đồ quay nhỏ đó kìa, nó quậy kìa. Quậy hả, tôi quýnh đoạn bây giờ đó, quậy không? Hả, quậy không, tôi quýnh đoạn giờ nè.
Tội nghiệp không hết cười rồi kìa. Hết cười luôn, té thấy bà luôn. Sợ luôn ơi. Trời trời trời, coi leo kìa. Nó thủy. Đó. Sợ gì đâu, con kìa nó leo kìa, nó có biết sợ đâu chàng ơi. Lên đó tiếp đi. Tiếp đi. Tội nghiệp dễ sợ luôn rồi, mà gật đầu thì vui mà lắc đầu cái buồn kìa, nó nỡ nào lắc đầu với tôi á. Trời ơi tội nghiệp hết sức luôn. Hình như là em đi quay đâu cũng gặp anh hoài ta, gặp anh nhiều lắm, gặp anh bình thường. Gặp mà tùm lum. Ờ đó, bởi vậy gặp tùm lum trời chứ người ta khắp miền đất nước mà. Mà anh chị ơi, đó tôi quay mà đi cái buồn lên. Bởi vậy nó có hơi bộ. Mình nhiệt tình mà. Không phải đâu, tự nhiên nói cho em. Không có gì đâu. Nói cho em mới để ý chứ thôi, không mày để ý. Muốn cho ông đẹp biết không? Trời ơi, ta đẹp thẳng rồi bộ. Đẹp hồ hồ trong bụng mẹ tới giờ. Trời đất ơi. Bà thấy con đẹp hơn ông cũ đó không? Rồi ai? Ai ai cho ông sư tử đợi nó. Đẹp hơn hai nó luôn á. Nè nè nè, coi nè, ai cho ông sư tử đợi nó nè, có thấy thương không? Thiệt tình. Ai đi không biết nữa. Trời đất ơi. Rồi đó. Con cho ta cho ta đợi đó, không thấy mắt mũi gì đâu hết trơn luôn nè. Chào hàng đó, chào hàng đó, chào hàng con sư tử coi. Đây, đẹp trai là hoàng. Đó. À, vậy đó mà đợi nó là vô không thấy vậy gì hết trơn. Đậu gì cũng đúng bà bản, đậu gì nè. Rồi, chứ bởi vậy. Đó, gài đúng đó, vô. Phải đợi đúng vậy mới được. Đó. Quan tới rồi. Gặp ông anh đang tiếp nước, phục vụ nước ở miếu bà. Cũng vui tính là quay luôn đó. Đó, thấy không, đẹp trai không đó. Vậy mới đúng độ đó. Đúng rồi đó, vậy là mới đúng nè. Thấy không? Thôi nãy giờ giỡn thôi cả nhà ơi. À, tại vì mấy anh chị ở chỗ tiếp nước nước ở miếu bà nè, hôm nay cúng lễ ở miếu bà đó, cho nên là mấy chị cũng có những ly nước mát từ thiện để giúp cho bà con mình hành hương về đây cúng lễ. Nhưng giờ này còn sớm, chưa ai chưa bà con đến, cũng lác đác thôi, chưa có nhiều. Cho nên là thấy mấy anh chị vui vẻ quá thì mình cũng nói đùa hết cả nhà ha. Rồi chuyến đò này rời đi thì lại chuyến kia đang lên đên chuẩn bị cập bến nè. Đó, đều đặn dễ thương vậy đó cả nhà. À, và Kim cũng xin nói thêm nha, bến đò Dạm Sáng Cây Dương này ở huyện Châu Phú nha cô chú anh chị. Dạ, cũng thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang mình luôn. Yeah.
video của mình. Rất cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn yêu mến đồng hành cùng với kênh Ấm Áp Miền Tây. Giờ đây xin chúc tất cả bà con mình xuôi ngược được thuận lộ bình an và luôn gặp nhiều may mắn hạnh phúc trong cuộc sống Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip sau nha. Xem video, hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.